Này tiến sĩ TV Man, thứ đó đã xong chưa? Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Tuy nhiên tôi chỉ tiêm 5% tỷ của tài tình cô đại đó vào người của cậu thôi. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ dừng lại tại đây. Không, không, tôi già sắp chết rồi. Tôi muốn thực hiện cuộc thí nghiệm lai tạo này. Hãy làm đi. Được rồi, vậy tôi sẽ tiêm nó vào người của cậu. Nóng quá, nóng quá. Tôi cảm thấy trong cơ thể tôi có thứ gì đó đang bò nhúc nhích. Chết tiệt, không biết lần này có thành công không nữa. Rất nhiều cameraman già nua đã hy sinh cho cái thí nghiệm lai tạo này rồi. Này, 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 chúa thể tài tình cameraman, thành công rồi, chúng ta đã thành công rồi. Cái gì? Là nhà khoa học TV-Man? Ông nói cái gì? Chúng ta thành công rồi hay sao? Hay quá, hay quá. Giờ cậu ta như thế nào rồi? Đã bình phục chưa? Ngài cứ yên tâm, cậu ta đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, cậu ta sẽ tỉnh dậy mà thôi. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà sau khi tiêm tỷ của tài tình cổ đại đó vào người của cậu ta như thế nào rồi? Thưa ngài, trong cuộc lai tạo lần này tôi chỉ tiêm 5% để đảm bảo tính mạng của cậu ta, nên người của cậu ta biến đổi không nhiều. Vậy cũng được rồi. Mau mau dẫn ta đi thăm cậu ấy. Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh. Cậu cảm thấy như thế nào rồi? Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Hay lắm, hay lắm. À, chúa tể tài tình cameraman tới thăm cậu kìa. Ngươi cứ nằm nghỉ đi. Cảm ơn ngươi đã đồng ý tham gia cuộc thí nghiệm lai tạo này, giúp đỡ loài Skibidi Man tìm ra sức mạnh mới. Ngài đừng quá bận tâm. Đó là nghĩa vụ của tôi, sẵn sàng hy sinh vì loài của chúng ta. Hả? Hay lắm, cậu bình phục nhanh hơn là tôi tưởng tượng đó. Nhưng có những thứ gì mọc ra trên hai cánh tay tôi thế này? Cậu cứ yên tâm, đó là những biến đổi bình thường sau khi cậu được lai tạo gen mới vào người. Ngươi đừng quá sợ hãi. Sau này khi ngươi tiêm đủ 100% lượng tỷ của tài tình cổ đại đó, chắc chắn ngươi sẽ là một cameraman lai tạo vô cùng khủng khiếp. Trên lý thuyết là đúng như vậy, nhưng bây giờ cậu ta cần phải có thời gian thích nghi và hồi phục hoàn toàn cơ thể của mình. Các người tiến tới đây một lần hết luôn đi. Chết đi, chết đi, chết đi. Đồ xác sống này, các người không phải là đối thủ của ta đâu. Tốt lắm, tốt lắm. Bây giờ trông cậu không hề giống như một camera già nua như trước đây nữa. Có lẽ cơ thể cậu đã khôi phục lại sức khỏe hoàn toàn rồi. Đúng vậy, tôi cảm thấy thật là tràn trề, thật là đầy sinh lực. À, chúng ta bắt đầu cuộc thí nghiệm tiếp theo được chưa? Nếu cậu sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu. Nhìn kìa, bên ngoài chính là cơ thể của tài tình cổ đại trọng lực. Nó được tìm thấy khi các công nhân Skibidi Man của chúng ta xây dựng công trình và đào móng xuống lòng đất thì phát hiện ra được. Kể từ đó, chúa tể tài tình cameraman của cậu cùng với thủ lĩnh của tôi và loài Speakerman đã liên minh thành lập ra một tổ chức lai tạo như thế này đây. Tôi có nghe vào câu chuyện đó. Còn bây giờ tôi sẽ nhận hoàn toàn tỷ của tài tình cổ đại trọng lực này hay sao? Chưa đâu, hiện tại chúng tôi chỉ lấy 50% tỷ của cơ thể đó thôi. Và cuộc thí nghiệm lai tạo này chỉ dừng lại ở mức này. Nếu dùng hết 100%, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đã hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Hãy tiêm phần tỷ còn lại vào người của tôi đi. Cậu là mẫu thí nghiệm thành công nhất của tôi. Nếu lần này tiếp tục thành công, loài Skibidi Man của chúng ta sẽ mở ra một cánh cửa mới. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Mau bắt đầu hành động đi. Hả? Chết tiệt, phía phòng thí nghiệm xảy ra tiếng nổ gì vậy? Mau chạy tới đó xem thử đi. Nhìn kìa mọi người, từ trong vụ nổ đó xuất hiện một kẻ lạ mặt. Hả? Là một tay tầm khổng lồ. Hắn ở đâu tới vậy? Mục đích hắn muốn làm gì? Chết tiệt, tên lạ mặt kia, người rốt cuộc là kẻ nào? Người muốn làm gì phòng thí nghiệm của liên minh Skibidi Man bọn ta? Thành công rồi, tôi đã thành công rồi. Đó chính là tài tình cameraman Janu đã được lai tạo thành công. Đây, TV Man nhà khoa học, ngươi có sao không? Ngươi nói cái gì? Đó là cậu ta hay sao? Hay lắm. Đây, cameraman Janu. Không, bây giờ phải gọi cậu là tài tình cameraman lai tạo trọng lực.
các người thật ồn ào, nhưng cũng nhờ các người đã giúp ta hồi sinh trong cơ thể mới này. Sao? Sao ngươi nói chuyện trông khác quá vậy? Cameraman và Nu, ta là chú tể của ngươi đây, và chúng ta đã thành công trong cuộc thí nghiệm lai tạo, ngươi không nhớ à? Ồ, thì ra là như vậy. Hèn chi ta đã chết rồi, nay lại được sống lại. Còn cái tên các người đem đi thí nghiệm, lý trí của hắn quá yếu, đã bị ta chiếm đoạt cả thân xác này rồi. Ngươi nói cái gì chứ? Ngươi chiếm đoạt cơ thể của cậu ấy, vậy rốt cuộc ngươi là ai? Không lẽ ngươi là tên tay tên trọng lực cổ đại luôn? Ngươi cũng thông minh đó. Nhưng đến lúc rồi, ta được sống lại lần thứ hai, ta sẽ tiếp tục hủy diệt cả hành tinh đáng ghét này. Chết tiệt, tên khốn kiếp, hành tinh này có tội gì với ngươi? Tại sao ngươi lại muốn tàn phá nó? Bởi vì năm xưa vì muốn bảo vệ cái hành tinh chết tiệt này, mà lũ tai thành thần thôi đã chi cùng đuổi tận ta, cho ta chết một cách vô cùng đau đớn. Tên khốn, ta sẽ liều mạng tất cả ngươi lại. Mau trả lại cái cơ thể lai tạo của cậu ấy cho ta. Cái gì? Ngươi dám đòi ta à? Các ngươi thật to gan, dám lấy cơ thể ta để ra thí nghiệm. Bây giờ ta sẽ cho loại các ngươi chết sạch. Nhưng trước hết, ta phải đi làm một việc quan trọng cái đã. Cuối cùng ta đã tìm thấy cơ thể cũ của mình. Ngươi đã cùng ta trải qua rất nhiều trận chiến, đến lúc ngươi nghỉ ngơi ở đây được rồi, ta sẽ hồi sinh lại với một cơ thể mới. Cảm giác tái sinh thật tuyệt vời. Đến lúc rồi, mình sẽ tung hành với cơ thể mới này một lần nữa. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Trinh thám của TV Man chúng ta nhìn thấy thế giới cameraman đang cầm chị. Mau tới đó giúp đỡ họ thôi. Chết tiệt, còn nhà khoa học TV Man của chúng ta gửi qua đó nữa, không biết ông ấy như thế nào rồi. Ồ, các ngươi đang đi đâu thế lũ TV Man kia? Ồ, tên nào đây? Sao hắn vừa lạ vừa quen thế này? Hình như chúng ta gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Cái lũ chuột nhặt các ngươi, nếu ta nói ra ta là ai, có lẽ các ngươi sẽ chạy mất. Phải để lúc ta giết các ngươi xong, rồi ta sẽ cho các ngươi biết. Chết tiệt, bọn ta không thù không oán gì với ngươi, tại sao ngươi muốn giết bọn ta? Nhưng khoan, ngươi là một tài tình cameraman, nhưng lại có những bộ phận của tài tình trọng lực. Không lẽ ngươi là ta nói rồi, trước khi các ngươi biết thì các ngươi sẽ phải chết. Mẹ kiếp, rốt cuộc tên khốn này là ai vậy? Nếu tụi đó không nhầm, hắn chính là sản phẩm lai tạo của loài cameraman sau khi được tiêm tỷ của tài tình trọng lực vào. Nhưng tại sao hắn lại thành ra thế này? Các ngươi suy luận tốt đó, đỡ mất công ta phải giải thích cho các ngươi. Đúng vậy, ta chính là sản phẩm lai tạo của bọn chúng. Nhưng khi bọn chúng lấy tỷ của cơ thể cũ ta để truyền vào cơ thể của một tên cameraman, ta đã hồi sinh lại linh hồn của mình và không chế lý trí của hắn. Không, không, đừng giết mình đi mấy bên. Không kịp, không kịp, chúng tôi sẽ liều mạng báo thù cho các cậu. Ta đã bảo rồi, khi các ngươi biết được toàn bộ sự thật về ta thì là lúc các ngươi phải chết. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, các ngươi sẽ không cô đơn đâu. Lũ cameraman đang ở dưới suối vàng đợi các ngươi. Rồi ta sẽ giết sạch loài TV Man của các ngươi, sau đó là lên loài Speedcoman. Đây là lũ quái vật bồn cầu và toàn bộ sinh vật trên hành tinh này đều không thể thoát khỏi cái chết. Mẹ kiếp ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Hả? Hỏi hay lắm. Ta phải phá hủy tất cả những nơi nào mà lũ tai tình thần thoại đang và đã bảo vệ. Ta cho bọn chúng nếm thấy mùi đau khổ, mùi thất bại, vì bọn chúng chấm giết chết ta trước đây. Không, nhưng tìm em mang độc lợi của ta. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Ngươi chửi ta điên à? Đúng vậy, ta thật sự điên rồi. Ta thật sự điên rồi. Ta không muốn tỉnh ở trong cái vũ trụ này đâu. Chính các ngươi, em ta phải trở thành ra thế này. Chính cái gì gọi là công lý chính nghĩa, chính cái gì gọi là ánh sáng, đã ép chết ta, ép chết gia đình ta.
đến lúc ta sẽ diệt trừ lại các ngươi, diệt trừ cái khốn kiếp gọi là công lý.